Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Mẫu dùng chiến thuật mới chiêu mộ Simon chính thức chốt vụ Bronwet để Nick. Sốc mức giá trong bán vụ UGT mà và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mẫu dùng chiến thuật mới để chiêu mộ Savi Simon. Sau một kỳ Euro năm 2024 thành công, Savi Simon đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều ông lớn, trong đó huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn làm việc với người đồng hương tại Oxford. Tình huống này có điểm tương đồng với thương vụ mà MU chiêu mộ Nedi vào tuần trước. Quỷ đỏ là yếu thế hơn khi đàm phán với Zoto so với Real Madrid và điều đó cũng tương tự với Simon khi mối liên hệ chặt chẽ giữa PSG và AB Leipzig khiến một thỏa thuận dường như trở nên đơn giản. Tuy nhiên, cơ hội có thể mở ra cho quỷ đỏ trận ấy mới Ruth Van Panitroy đang cố gắng thuyết phục cầu thủ 21 tuổi này để gia nhập câu lạc bộ thành Manchester. PSG có thể yêu cầu mức giá 100 triệu euro cho tuyển thủ Nga nhưng con số này sẽ khó khăn cho cả Bayern Munich và Leipzig. Bayern Munich từng đưa ra đề nghị với mức giá 70 triệu euro nhưng sức mạnh tài chính của MU có thể giúp họ giành chiến thắng. Barcelona cũng được liên kết với Simon, tuy nhiên những khó khăn tài chính ở đội bóng này khiến họ bị loại khỏi cuộc đua. Nóng, MU chốt hai thương vụ để Nick Bronwet sau khi có Zoro. Zoro đã sớm hoàn tất việc gia nhập Man United. Cầu thủ này đã ký hợp đồng 5 năm, có hiệu lực đến tháng 6 năm 2029. Nin và Man United đã thỏa thuận trị giá 50 triệu euro cộng thêm một số điều khoản bổ sung, qua đó thương vụ có thể tăng lên tới 70 triệu euro. Sau khi hoàn tất chữ ký của Rodo, Man United chưa dừng lại, mới nhất ký giả Fabrizio Romano xác nhận, Man United vẫn sẵn sàng mang về thêm một trung vệ mới sau Nenito. Điều kiện là Man United cần thanh lý bớt người thừa để tiến hành các bước tiếp theo. Matic Janik vẫn có tên trong sách nhưng Man United sẽ chỉ tiếp tục theo đuổi thương vụ nếu theo điều kiện của họ. Tương tự với Zara cầu thủ này vẫn ở vị trí cao trong danh sách nhưng không phải với giá 70 trên 75 triệu bảng. Như vậy, trở ngại duy nhất của hai thương vụ này nằm ở mức giá. Man đang nỗ lực đàm phán với Bayern Munich, để chốt một mức giá tốt và hợp lý hơn. Eric Ten Hag bất ngờ khen ngợi gia đình Sancho. Những xích mích giữa Eric Ten Hag và gia đình Sancho ở giai đoạn đầu của mùa giải năm ngoái khiến tiền vệ người Anh gần như không còn tương lai ở Old Trafford. Trên trại cánh sinh năm 2000 bị ông thầy ngó nơ trước khi phải tới Borussia Dortmund theo dạng cho mượn nhằm cứu vãn sự nghiệp. Những từ đối bên sẽ chẳng tìm được tiếng nói chung và cầu thủ người Anh sẽ sớm rời khỏi Manchester United. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hà Lan bất ngờ khen ngợi cậu học trò trong buổi phỏng vấn mới đây với truyền thông. Nhà cầm quân năm tư tuổi chia sẻ, Chúng tôi đang nói chuyện, bất kỳ ai cũng có thể mắc nói nếu cầu thủ phản ánh một cách tích cực về điều đó, hãy vạch ra ranh giới và bắt đầu này. Câu lạc bộ này cần những cầu thủ giỏi và có một điều chắc chắn, gia đình Sancho là một cầu thủ cực kỳ giỏi. Tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cùng và nó sẽ có phần lớn vào thành công của chúng tôi. PSG bất ngờ đặt Bruno Fernandes vào tầm ngắm. Ít giờ qua, thông tin gia đình Sancho muốn tới Paris Saint-Germain chơi bóng vào mùa hè xuất hiện dày đặc trên các thông tin truyền thông. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh không phải người duy nhất có thể chuyển tới sân công viên các hoàng tử trong tương lai gần. Theo nguồn tin từ LNQB, nhà vô địch nước Pháp đang cân nhắc chiêu mộ Bruno Fernandes sau khi Kylian Mbappe rời đi. PSG muốn mang về một ngôi sao đủ đẳng cấp để xây dựng lại đội bóng dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique. Dù từ trước tới nay, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn luôn cam kết tương lai với Manchester United. Do vậy, đội chủ sân Old cũng không loại trừ khả năng để anh ra đi nếu thu về mức phí chuyển nhượng hợp lý. Huấn luyện viên Luis Enrique đang muốn đánh giá lại tình hình nhân sự trước khi tính đến chuyện mua người. Chắc chắn sẽ rất thú vị để xem Bruno Fernandes có trở thành mục tiêu của đội bóng này hay không tàn nhẫn với Amrabat, Man United có quyết định điểm 10. Bên cạnh Chelsea, Man United là ông lớn khác của ngoại Anh, Anh đang hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, cả chiều đi lẫn chiều đến. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, quỷ đỏ đã bạo chi hơn 100 triệu euro nhằm sở hữu hai tân binh hứa hẹn sẽ nâng cấp chất lượng cho cả hàng công cũng như hàng thủ là Josuji và Nerizo. Đây là những cầu thủ trẻ sở hữu tiềm năng phát triển khổng lồ sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag gia cố khu vực bị tổn thương nhiều nhất ở mùa trước. Sau khi đã có những bản hợp đồng gia cố hàng công và thủ, giờ đây đồng chủ sở hữu Sergi Mekanip và các cộng sự sẽ hướng ánh mắt về hàng tiền vệ, vị trí mà bộ đôi đã nhiều tuổi Casemiro và Christian Eriksen không thể quán xuyến tốt mùa trước bởi gánh nặng tuổi tác, do đó đang đứng trước viễn cảnh phải rời Old nhường chỗ cho các tân binh trẻ trung hơn. John Evans và Manuel Ugarte từ lâu đã trở thành mục tiêu hàng đầu giúp Man giải quyết cơn đau đầu trên. Bên cạnh đó, một cái tên được coi như là phương án phù hợp để giúp quỷ đỏ tiết kiệm ngân sách mua sắm đó là Sofian Amrabat cũng được nhắc đến. Amrabat mùa trước thi đấu cho Man United theo dạng cho mượn từ Fiorentina và trải qua một chiến dịch buồn vui đạn nộn. Từ màn trình diễn siêu hạng giúp đội tuyển Maroc lọt đến vòng bán kết World cúp năm 2022, tiền vệ 27 tuổi nhận được nhiều sự kỳ vọng từ cổ động viên của Quỷ đó. Nhưng phần lớn mùa bóng 2023-2024, cầu thủ sinh năm 1996 lại khiến tất cả thất vọng. Amrabat tỏ ra bị ngợp trước nhịp độ thi đấu nhanh và dồn dập tại môi trường ngoại Anh, do đó mắc nhiều sai lầm khiến hàng thủ bị đánh vô mặt. Theo thống kê từ SofaScore, dù chỉ có trung bình 45 phút thi đấu mỗi trận tại ngoại Anh ở mùa giải trước, nhưng Amrabat có tới 3 lần mắc những sai lầm dẫn đến bàn thắng hoặc cú sút cho đối thủ. Con số đáng báo động với một cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng đua tranh vô địch như Man United. Tuy nhiên, ở những trận đấu ở cuối mùa, Amrabat lại bất ngờ thể hiện phong độ thăng hoa, đặc biệt ở trận chung kết FA Cup với Manchester City. Ngôi sao người Maroc phối hợp ăn ý với người đàn em Kobe Meno ở tuyến giữa, chân An xả góp công lớn giúp đoàn quân của Ten Hag đánh bại đại kình địch của thành phố với tỷ số 2-1 chứng kiến những nỗ lực đang khen ngợi của cầu thủ sinh năm 1996, nhiều cổ động viên đã mong muốn ban lãnh đạo tưởng thưởng cho Amrabat bằng việc mua đứt từ Fiorentina để làm phương án dự phòng nơi tuyến giữa mùa sau. Vì chi phí chuyển nhượng khá rẻ, chỉ rơi vào khoảng 20 triệu euro, cũng như mức lương của Amrabat được cho là vừa phải khoảng 70 triệu euro trên tuần. Nhưng theo cập nhật mới nhất từ nhà báo Fabrizio Romano, giới thượng tầng của United đã không để viện cạnh trên xảy ra khi từ chối đàm phán với Fiorentina. Đây chắc chắn là động thái tàn nhẫn với Amrabat vì những quyết tâm và tình yêu mà tiền vệ 27 tuổi dành cho đội chủ sân Old Trafford đã không được đền đáp. Ngoài ra cũng khiến một bộ phận người hâm mộ phản ứng quyết liệt. Nhưng với Sergio Zakanip, nếu muốn dự án phục hưng Man United trở nên thành công, đội bóng không được phép để yếu tố tình cảm gây dao động. Amrabat có thừa nhiệt huyết mỗi khi có cơ hội cống hiến trước quỷ đỏ, nhưng chung quy với những gì thể hiện ở mùa giải trước, Amrabat đơn giản là không đủ đẳng cấp để giành một suất trong đội hình một ông lớn như Man United. Quan trọng hơn hết, ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã xác định được người kế thừa hoàn hảo cho Casemiro. Theo nguồn tin mới đây từ Football Insider, sau khi chấp nhận đặt lên bàn đàm phán 60 triệu euro, Quỷ Đỏ đã nhận được cái gật đầu từ Paris Saint-Germain cho tiền vệ Ugarte. Vì vậy, nếu sở hữu thành công ngôi sao người Uruguay, Amrabat rõ ràng không còn chỗ đứng trong đội hình của đoàn quân Erik ten Hag. Xét về các yếu tố như tuổi tác cũng như khả năng đóng góp vào nối chơi, Ugarte tỏ ra phù hợp hơn với Man United hơn là Amrabat. Theo dữ liệu từ Opta, những thống kê về số đường truyền thực hiện thành công ở tình huống mở, số cơ hội tạo ra, tỷ lệ chuẩn bóng chính xác cũng như con số đường truyền tịnh tiến thành công mỗi trung bình 90 phút tại giải bóng đá Pháp ở mùa giải trước của UGT đều nhìn hơn Amrabat. Chưa hết, sự hữu UGT Manotus còn nâng cấp đáng kể khả năng phòng thủ từ xa so với khi có Amrabat trên sân về tỷ lệ chính chấp cả trên không lẫn mặt đất, ngôi sao người Uruguay đều vượt trội hơn. UGT là bản nâng cấp hoàn hảo dành cho Amrabat tại Manotus dù nằm trái nguyện vọng của nhiều người hâm mộ nhưng ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ hoàn toàn có lý do để đưa ra quyết định tàn nhận như vậy. Tô, chơi thuyết phục thế nào ở trận ra mắt của MU. Trong chiếc áo số 15 của huyền thoại Nemanja Vidic, đã không hề ngợp ở trận ra mắt của MU. Chàng trai 18 tuổi chơi chứng trạc, điềm tĩnh, cầm bóng tự tin và đọc tình huống tốt trong các pha cần phá. Nên nhớ Jojo mới chỉ có 48 giờ chuẩn bị cho trận giao hữu với Ranger kể từ khi hạ cánh xuống Manchester để kiểm tra y tế. Huấn luyện viên Eric Ten không thể đòi hỏi gì hơn ở bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng này. Vị huấn luyện viên người Hà Lan đã thay 10 trên 11 vị trí ở hiệp hai chỉ giữ lại thủ thành Andre Onana. Trong mỗi hiệp thi đấu, MU đã có một bàn thắng đẹp từ pha độc diễn của Ahmad Diallo trong hiệp 1 cho tới cú nã đại bác của Joe trong hiệp 2. Nhưng với các cổ động viên của MU và có lẽ cả Ten Hag, bàn thắng đẹp nhất chính là Nedi Toto. Khi cầu thủ Nin đã hòa nhập nhanh chóng với các đồng đội mới, xuất phát ở vị trí trung vệ lệch phải, Zoro được hỗ trợ bởi người đàn anh Jonny Evans. Nhưng chính Zoro mới là chỗ dựa tin cậy cho hàng thủ của MU trong hiệp 1. Cầu thủ 18 tuổi đọc tình huống tốt và phản ứng mau nẹ trong các pha cản phá. Trong pha bóng nguy hiểm nhất của Ranger ở hiệp 1, Đối phương thoát xuống tốc độ trong sự bất lực của Evan thì Jojo đã lao tới như một cơn gió và thực hiện cú tắc bóng đỉnh cao, một tình huống cần phá, hội tụ đủ khả năng phán đoán tốc độ và kỹ năng chơi bóng. Điều làm người ta ấn tượng về Jojo là sự tự tin và thoải mái khi có bóng trong chân, trong khi Evan, Casemiro và wan Bissaka thường chọn giải pháp chuyển về cho an toàn. Thì trung vệ trẻ người Pháp lại có xu hướng kéo bóng lên trên hoặc những đường truyền xuyên dọc tuyến, một cách chơi hiện đại và gợi nhớ những người đồng hương như Rafael Varane hay William Saliba. Trong 34 đường truyền đầu tiên của Jojo, cầu thủ này chỉ nằm hóng một lần. Ba trong số đó là những đường truyền dài chính xác, điển hình là phát truyền dài chéo sân mở ra đường chạy thoáng đáng cho hậu vệ trái Samurai. Và rất tự tin vào bản thân thì chàng trai 18 tuổi mới phô diễn được những phẩm chất ưu tú của mình ngay trận ra mắt một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu. Cũng chính Jojo khởi xướng cho bàn thắng mở tỷ số đầu tiên của MU, có bàn thắng ở giữa sân, cựu trung vệ Nin đã truyền nhanh cho Mason Mount ở phía trên. Tiền vệ người Anh đã dốc bóng trước khi truyền cho Amadino thực hiện pha cắt ngang dứt điểm tuyệt vời vào góc xa nhưng có một tình huống cho thấy Zoro vẫn chỉ là một cầu thủ 18 tuổi. Phút 37, tuyển thủ U21 Pháp chuyển ngang cầu thả vào chân đối phương. Rất may là pha phản công nhanh của đội bóng Scotland không thắng được Onana. Rõ ràng sự tự tin thái quá của Zoro cũng khiến cầu thủ này mất tỉnh táo. Nhưng khó có thể đòi hỏi hơn sự hoàn hảo từ một trung vệ 18 tuổi và mới có một hai buổi tập với đội bóng mới. Thống kê chuyên môn của Zoro không thể khiến Ten Hag phàn nàn. Trong 45 phút trên sân, trung vệ trẻ người Pháp chạm bóng 51 lần. Truyền thành công 44 trên 48, chuyển giải thành công 4 trên 7, tắc bóng chính xác 100%, thắng tay đôi 100%, thu hồi bóng thành công 2 lần, giải nguyên một lần và cản cú sút của đối phương một lần. 45 phút đầu tiên của Nedizo trong màu áo mới MU gợi nhớ những kỳ vọng đẹp đẽ, đội bóng của Ten Hag đã tìm thấy một Varane phiên bản 18 tuổi, một chuyên gia phòng ngự có thể bù đắp cho sự thiếu tốc độ của Harry Maguire, sự yếu thế về thể chất của Nicolò Martinez và sự già nua của Casemiro. Tất nhiên, Nedizo mới chỉ 18 tuổi và một trận giao hữu hoàn toàn khác với những trận chiến khốc liệt ở ngoại Anh. Nhưng chiếc áo số 15 của MU đã tròn 10 năm kể từ khi Vidic ra đi, giờ mới lại bừng sáng như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.